cả mọi người đã đến với kênh Gia Đình Về Hàng. Hôm nay mình sẽ làm món mực xào với dưa gai, hành tây, dưa leo. Cái này là mình làm sạch sẽ rồi. Cái này là mực ống mọi người. Mực ống có hai con mà một nay mọi người. Mực to mọi người. Dưa gai mình sát cắt thẳng rồi. Đấy. Bây giờ mình bỏ mực vun xào trước. Cho nó tái thì mình mới bỏ rau. Chắc cái món này ai cũng biết mình đây này, từng cái con mực nó to đùng nha. Món này ở Việt Nam chứ Hàn Quốc không có món này. Hàn Quốc không biết ăn món này. Rồi chị ơi, bỏ rau đi chứ. Bỏ dưa gai vô nha. Gọi bằng món thịt cẩm đi ha. Một ít rau thì thôi. Bây giờ vậy mua đây 4 con. Có 6.000 mấy trăm là 2 con ạ. À. Nó đóng một vỉ mà. Rồi chị đổ đó. Chị cầm cái này cho em đã. Cái rau này á, nhiều người á, người ta sát to á, nhưng mà ai thích ăn to thì ở Việt Nam hành mình hát mềm á nha. Yeah. Nên sát to được chứ còn ở hành ngoài đấy cứng á, nên mình sát nhỏ á. Cái chảo nó nhỏ quá nên khó đảo. Bây giờ bỏ vô tàn rau không thích mực đâu ý. Đấy, tính là cắt đôi cái mực ra nhưng mà hơn để cả ống này ăn ngon. Ăn ngon. Giờ mình cho dưa gai vô nha. Chị cháu bà đĩa úp lên đi. Tàn đĩa sai không. Mọi người nhớ theo dõi video của mình nha. Chảo mực của mình hấp dẫn không mọi người? Ngon bá cháy luôn. Cái này hai con mực to nên cũng không phải ít mực đâu mọi người ạ. Một hồi rau nó teo lại là nó cũng mực nó cũng lên đó chứ còn không có phải ít mực. Giờ mình nêm nếm. Đấy, cái này mình xào xong rồi mọi người ạ. Đây này, mực nó cũng teo lại rồi. Rau nó cũng mềm hết rồi mọi người ạ. Cái này mình xào với dưa gai á, với hành tây nó ngọt mọi người. Ngon lắm. Giờ mời mọi người cùng đi ăn cơm với gia đình nhà mình nào. Mọi người nha. Đây món mực xào này mình xào xong mọi người ạ. Giờ mời mọi người cùng ăn cơm với gia đình nhà mình nhá. Ăn với kim chi. Kim chi thì có ớt ớt kho tiêu với kim chi da leo thôi. Chỉ có vậy thôi mọi người ạ. Với còn đây là thịt nhà, thịt vịt. Thịt vịt đây là mua ở siêu thị á. Vịt quay. Vịt quay á mọi người. Mời mọi người ăn cơm với gia đình nhà mình nhá. Alo chị chào. Cái gà trắng miệng nhá. Cái gì hoa hồng tôi cho con. Tôi cho con nó đang đổi ra. Nhiều đi. Bỏ đi. Bỏ em ăn chút xong. Cái này cái chấm nha mọi người. Cái này chấm vịt. Mình bắt thì ngồi đây, mình làm cắp bắt thì. Vô vô. Ăn vô. Biết rồi. Cái gì sao vậy? Cái rau ạ? Ờ. Ra chê mà đi xua. Cái đĩa nhỏ quá nên bác thì nhớ hết đi đừng gắp bác thì. Ngon không?
chồng mình à, một tháng có 30 ngày thì uống 30 chai bia. Cái gì thiếu chứ, bia không thiếu. Bia không lúc nào, buổi tối nào cũng không thiếu rồi. Vế bê của, ấm dạ nhé. Mạch sơ không? Không sơ. Mạch sơ. Chồng mình hát kêu là rằng lại trái cây giữa gai này nấu với cái gì. Cái này là kim chi, kim chi cay rồi. Cái này lâu à, mấy năm mọi người. Rồi rửa cái cay đi, nó chua rồi đó. Rồi mình bỏ đi mình đảo này. Ngon. Bụi thứ là mọi người. Ốc cỡ. Ê quá. Hắn thấy quảng cáo. Bà cho ăn mà. Ăn nhớ. Bực cái khoa quảng cáo đi. Chồng mình mỗi lần mà mình mà đâu ăn là hắn chạy mất dép. Nó thử ăn ngon. Ngon lắm rồi. Đã rồi các bạn, đã. Cái máu vứt in nó còn đâu đâu. Thịt vịt này ngon mọi người ạ. Nó thấy còn vịt này không phải thì vịt quay đâu. Đây là vịt hông, hông khói. Cái tên là chồng mình nó không ăn rau. Sao chay? Chỉ có lượng mực ăn thôi. À, bác thì cho, bác thì lăn. Người ta có chấm đâu, chấm. Thôi, cho ăn rau rồi. Thôi, mực ở đây, cho ăn rau rồi. Rau, chị ăn bớt cơm đi. Bớt thủy. Lâu lắm rồi không ăn rồi ăn Việt Nam. Nay ăn cơm vô. Cái món nó ngon. Ba. Cái sao ạ? Tao không thao áp bộ bác. Cái sao ạ? Áp bộ bác hình. Bác hình hồi xám. Sao chi? Wow, let it in. Làng 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 kêu lên tình dục tỏa cho mình. Wow, let it in. Thế sao nè? Tinh mắt. Thế sao nè? Thế sao? Cái nước ăn ngọt mọi người ạ. Tôi có thể tinh mắt. Nhớ cái nước ngon lắm. Tôi không có gì cả. Thế này thì xào thấy mỏng, nó thấy to quá. Bị đủ trúng mầm mùa. Biết ăn không? Cái gai có. Nó chín rồi. Chua quá. Chua nữa. Ô bố bà. Ăn sáng thì ăn được. Sáng sớm thì có rồi. Ăn sáng gai có nhiều cái sản pháo đó ăn luôn rồi. Cái
gạo ăn ngọt. Thì bảo sao ấy? Hả? Thì bảo sao ấy? Bỏ nó. Mua. Để gọt trúng mùa này không chừng. Trúng trúng. Con này không biết ăn kiêng đi. Hắn là kiểu em ấy thôi. Béo. Béo mấy đâu. Béo, không phải được béo. Có sống lầm lắm á. Cô để bộ thế bài sổ. Nghĩ gì cơ? Mà lấy gạo rồi, lấy cái gà này. Gia chiên. Lấy gà này lấy. Gia chiên. Chu cơm đi. Gia sơ. Để xong rồi ăn mừng á. Cho phạt đá đi mua không? Ăn không? Ăn không? Đá mua không là mua. Mua chứ bác. Mình dừng clip tại đây nha mọi người. Mọi người xem thì nhớ đăng ký cho gia đình Bệ Hà nha. Hai vợ chồng nhà mình bây giờ ăn tiếp nha mọi người. Hẹn mọi người video tiếp theo nha. Bye bye.